bên trái. Chai được rồi. Lấy một chai cà phê muối. Một ly nữa. Một chai một ly. Cà phê muối à? À. Mua về hả? Mua về. Thì thử thôi. Ôi sao lại bán không quá. Bán dạng ngồi lại nên không có đâu có người bán như kia ta. Cà phê bắp nữa hả? Cà phê muối lên 60 ngàn à? Cà phê bắp 27. Ừ. Ngồi lại mà. Go. Ngon nè. Cái này chạy tinh. Nhìn nó đẳng cấp hơn á. Dù cái chai bán 65 luôn. 60 luôn. Hôm trước mua rẻ hơn. Chứ quán này là quán ngồi lại 24 7 được. Còn mấy quán kia là chỉ bán mang đi thôi. Mình mua phải vô trong nữa. Rồi bây giờ sẽ thử cà phê bắp hay cà phê muối thì cũng nhiều rồi. Thử cà phê bắp kìa. Đây là lấy ra nè. Cà phê bắp mang về nè. Có bắp trên nè. Quá dữ. Đây thơm mì bắp á. Thử à. Kỳ kỳ á, giống như bắp rang bơ kiểu chị ăn mới gặp phim nhỉ, nhưng mà nó pha chứ cái này kỳ quá. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau, nhớ like đăng ký hệ tiệm ủng hộ chiếc xe tiền dừa và xe tiền. Bye bye.